Chào bác Hiếu mô tô, con chim có tuần chơi tuần không là sao anh, có lên loại thả không? Nếu mà chim bổi ấy, thì nó cũng chưa ổn định, còn chim thuần thì bác nên xem lại về con chim đó bác nhé. Nếu mà chim thuần thì bác đem sạn, còn nếu bổi thì chưa biết, chưa nó chưa có chắc chắn. Chào bác Dũng Lương, chào anh Giai Hồng Tùng nha. Anh cho em hỏi mới chuyển qua Cẩm Nam Đà Nẵng sao giờ chim nó không ăn trái cây anh nhớ. Chim nào không ăn trái cây anh, con nào không ăn trái cây mà. Nhiều khi cám ngon quá nó bỏ trái cây ăn cám phải không ạ? Chào bác Nguyễn Long. Anh có con chim thi nào bán không anh ơi? Dạ không anh, chim thi em có mấy con để chơi nha, em không bán. Chào bác Đỗ Tân. Chào em trai Trần Văn Phòng nhá. Chào bác Tiến Barcelona. Chào bác Phạm Duy Tuấn. Ba ngày không nghe anh rồi. Ok bác Thanh Sùng, cảm ơn bác. Chào Phong Nguyễn nha. Chào bác Lê Thao. Chim đi thi lần đầu tiên nên treo vị trí nào là tốt nhất vậy anh? Không, cái này là các bác đi thi ấy thì các bác phải linh động, và phải trước khi thi thì mình cũng phải nên dọn dãi con chim nó về cà phê, đúng không ạ? Thì khi mà mình dọn dãi cà phê thì mình phải tìm hiểu và mình để ý trong con chim mình không biết nét đánh như thế nào. Nếu con chim mà nó găm được con chim ấy, nó theo được thì các bác để vị trí nào cũng được đấy. Còn nếu chim bổi mà nó còn dãy lồng, nó còn nhát quá ấy, thì các bác nên để ở giữa lồng, giữa giàn. Thì thứ nhất là nó hạn chế người qua lại, thứ hai là nó con chim đỡ tung thì đỡ mất lực và nó không bỏ được đấu. Còn nếu chú chim của mình mà đấu theo cái kiểu gọi là nhảy bốn mặt, mà kiểu là nhảy vòng tròn ấy, thì nên để giữa giàn có nhá, bác tự mình lên nhá. Trong quá trình mình dọn dãi chim thì mình phải để ý xem con chim mình nét đấu như thế nào thì nó sẽ chuẩn hơn. Chào bác Hoa Lãng Tử, chào bác Đỗ Trọng Đô. Chào bác Tùng Đặng Minh ạ. Chào bác Trần Hảo Nam nhá. Chào Nguyễn Hương nhá. Chào bác Bảo Khang. Chim bổi hay xuống bố có các hộp ngoài không? Có chim bổi mà trong cái chim bắt đông thuần nó ấy, thì đừng làm gì cả bác Tùng Văn nhé. Đây là một khuyên thật lòng, con chim bổi trong quá trình bắt thuần nó thì không nên làm gì cả. Đây có một cách để con chim nó không bị tật lỗi, tại vì khi mà con chim nó sụp bố thì nó sẽ hướng xuống thì nó không có bị ngoái ngửa nhiều. Bác đừng hạn chế gì cả, khi nào nó thuần được cái lồng mà nó có thái độ đấu, lúc đấy bác tính tới chuyện để mà hạn chế nó xuống bố, bác Tùng Văn nhé. Còn nếu như trong quá trình bác đang thuần, đặc biệt những con bổi mà bắt đầu trên những 1 tháng đổ lên, ở dưới 5 tháng thì sụp bố, các bác không quan trọng vấn đề đấy. Đây này em nói thật, còn mỗi người có một cái cách chăm, cách thuần khác nhau và mỗi người có một cái chế độ. Nhưng mà với cá nhân em, những con chim bổi thì em không bao giờ quan trọng là nó có xuống bố hay là không cả, không bao giờ quan trọng. Quan trọng là thuần được nó và để cho nó đấu ra sao. Chứ còn cái vấn đề nó xuống bố thì nó rất là đơn giản, nó không có gì là khó cả. Giờ muốn đổ qua cám nam thì đổ cái nào? Dạ đổ qua cám mà nó cũng rất đơn giản bác ạ. Bác cho ăn chú một ngày là bác đổ cám mới vào không sao cả bác nhá. Dũng Lương, em hỏi chim ăn cám số 2 đạt lửa rồi có nên về số 1 không ạ? À? Không, để mà cái cám số ấy thì nôm na, nói chung là mỗi thương hiệu người ta sẽ có một cái chế độ cũng như là một cái quách để mà điều cám khác nhau, không có thương hiệu nào giống cám nào. Nhưng để nói về quy trình ấy, để nói về quy trình thì cá nhân em được biết và được hiểu thì nó hầu như là nó giống nhau, đúng không ạ? Những anh em nào mà thông thường mà dùng những thương hiệu cám mà có loại cám số 1 và cám số 2 thì nó hơi vất vả. Nó hơi vất vả ở chỗ nào, tức là khi các bác muốn con chim ca đạt lửa, căng lửa để đi thi thì các bác chuyển qua cám số 2. Nhưng khi mà các bác đi thi thấu về để con chim nó xả được lửa và nó bình thường lại, nó ổn định lại thì lại phải quay về cám số 1, thì đó là cái chế độ. Nhưng mà để chuẩn xác và thời gian như thế nào thì các bác nên tìm hiểu về hãng cám đó và nên có một cái câu hỏi đối với chủ hãng cám thì nó sẽ rõ ràng hơn đối với em. Nhưng cái quy trình để mà mình đưa được con chim từ cái giữa cám số 1 lên cám số 2 hoặc từ 2 về 1 thì nó phải thời điểm nhất định, và các bác muốn thời điểm nhất định như thế nào, rõ ràng như thế nào thì các bác nên hỏi về chủ hãng cám thì nó sẽ chuẩn hơn em. Bác Dũng Lương nhá.
Dạ em thì em không dùng hạt cầu cào Bắc Phương Hà. Chào bác Vũ Điệp. Em chào 181 bác nhá. Bị khàn giọng có cách nào chữa không nhờ? Dạ những con chim khàn giọng ấy mà nó khàn mà từ cái bắt nguồn từ nguyên nhân ho ấy thì có thể chữa được. Còn nếu như con chim nào mà bị khàn theo cái kiểu là tự nhiên nó khàn hoặc là các bác hơi nắng quá nó khàn thì khó, rất là khó. Vâng nhá, rất là khó. Những con chim căng lửa và vỗ đuôi thì các bác nên nuôi những lồng rộng 60 hoặc 80. Vâng nhá, mà tốt nhất là lên nuôi lồng 60 ấy. Bác ạ. Thứ hai này các bác đừng có chùm lồng nó bác nhá. Chim mọc có nên cho ăn đồ tươi cầu cào? Dạ có chứ bác, nhưng mà đừng cho ăn nhiều. Các bác nên cho ăn ngày ba bốn năm con thôi. Bác Multi quán sang ạ. Tuấn Nhật, anh ơi cho em hỏi chút. Khi ở nhà con chim bị phình lông mà khi đấu chim không bị thì có phải là do chim yếu lửa không? Dạ không, cái này không phải bác nhá. Thông thường đây là một chú chim rất là hay. Mình khẳng định bác Tuấn Nhật nhé, mình khẳng định với bác luôn, những chú chim mà có biểu hiện như này đó là một chú chim rất hay bác nhá. Cố gắng giữ nó và cố gắng để đào tạo nó, đặc biệt là nếu như chú chim của bác mà có tinh nết như thế này mà bản chất con chim có bộ chân đẹp, bộ giò đẹp đấy, thì mà cơ địa của nó lực nữa, bộ cốt tốt thì em đảm bảo bác chú chim của bác rất ổn định, bác Tuấn Nhật nhá. Có loại cám nào mà không cần dùng cầu cào không diêu? Em thưa các bác ấy, có một số thương hiệu cám thì trong quá trình dùng cám thì người ta hay khuyến khích là để cho tiết kiệm thời gian cho các nghệ nhân đấy, rồi là ăn ít lại, rồi là đỡ tốn tiền cầu cào này kia. Thế nhưng mà với em và đối với cái sự hiểu biết của em thì bất kể một con chim nào cần cũng cần phải có mùi tươi. Bác Phạm Tuấn Tài nhé, bất kể một con chim nào, cá nhân em đánh giá cần phải có mùi tươi, con chim nó mới luôn luôn sung mãn và nó ổn định được. Còn nếu không có mùi tươi thì đảm bảo bác có nuôi con chim buôn đời cũng không bao giờ có độ ổn định, và đặc biệt là nó không bao giờ có sự ổn định và hung dữ lên. Bác nhé. Dạ đúng rồi bác Hồng Tiệp, nó kêu rít rít trong mồm là nó chưa có lửa, cũng có thể nó sợ chim bên cũng có, bác nhé, cũng có thể nó sợ con chim bên cũng có. Bố chưa nó trong rừng thì chơi, mà rất trong rừng rồi thì không chơi, chả sao cả bác Tần Văn nhá, chả sao cả. Con bổ thì nó không ổn định và nó thay lông xong rồi nó phải một thời gian nó mới ổn định lại bác nhá. Đặc biệt là năm nay thời tiết nó khó chịu cho nên bác cũng không có gì phải lo lắng vấn đề này bác ạ. Cứ chăm từ từ nó sẽ ổn định lại bác nhá. Chân chim như thế nào là đẹp? Dặn những con chim chân chim đẹp tức là những con chim mà cổ chân đưa về đằng trước, thấy chưa? Thứ hai nó là hai cặp giò đứng song song cao cầu hoặc bề cầu cũng được, nhưng bao giờ cũng những cặp giò đứng song song thì bao giờ cũng là chú chim chân đẹp và lực chim. Dạ không phải bác Bi Huế, có nhiều con chân nhỏ nó vẫn đấu bình thường, to nhỏ không quan trọng bác ạ. Quan trọng là thế đứng của con chim để biểu hiện một con chim nó có năng cầu. Thứ hai là về bộ cốt của con chim bác nhá, bộ cốt của con chim, chứ còn cái chân to chân nhỏ nó không quan trọng bác ạ. Bác Bi Huế nhá. Nói chung là cái vấn đề mà nhận xét về cái chi tiết của con chim thì mỗi người có một cái độ hiểu biết và mỗi người có một cái khẳng định khác nhau. Nhưng với em to nhỏ không quan trọng, chỉ cần là dáng đứng thôi bác ạ nhá. Với em thì tất cả các con chim của em chơi đều phải là dáng đứng đấy, cho nên là có một số bác ông bà cũng định nghĩa về con người thôi, đúng không? Định nghĩa về con người cũng thế, nhân tướng con người nó cũng như vậy. Thì con chim khi mình chơi thì mình đúc kết cái kinh nghiệm lại, đúng không? Các bác cứ để ý này, tại làm sao mà ông cha ta đã đúc kết lại cái nhân tướng của con người, mà cá nhân em cũng vậy, em thật đó bác, cá nhân em riêng em chơi bất cứ ai em cũng chơi, nhưng để thân á thì em lại phải qua một cái nhân tướng, cá nhân em phải có một cái nhân tướng, tức là em sẽ hạn chế chơi với con người kiểu như là nói thì nói là hơi mê tín đấy, kiểu là những người có khuôn mặt sói này, rồi ta rơi mặt chuột này, là hầu như là em ít khi em thân, ít khi thân. Thì con chim cũng thế, tức là mình chơi con chim thì mình phải có một cái chi tiết nhân tướng vào con chim, thì mình sẽ có những cái căn cứ và cái điểm căn bản để mình gọt rũa và mình để nâng tầm nó lên. Chứ còn những con chim thì tất nhiên con nào cũng chỉ có hai chân hai cánh một đầu, đúng không ạ, một màu thôi chứ chẳng có hơn gì cả, chẳng có nào hơn. Thế nhưng mà cái gì cái nó phải có một cái nhân tướng thì nó sẽ ok hơn. Dạ nếu như con chim mà nó bị ho nó khan thì bác có thể dùng thuốc bên em cũng được bác Win Nguyễn nhá.
Liêm Thanh, anh cho em hỏi con nào em ở nhà thì không thấy giọng bông mà em đi nhà thì lại đang đấu lại có giọng bông là sao? Chả sao cả, bởi vì bản chất con chim nó có giọng này thôi bác ạ. Cũng giống như bây giờ con chim quýt quýu cũng vậy thôi. Có nhiều con chim ở nhà nó quýt quýu nhưng mà cũng có con nhưng có giọng quýt quýu. Lâu lâu ra già nó đấu nó quýt quýu nó có. Bác Liêm Thanh nhá. Nhưng cái vấn đề này nó không quan trọng, đúng cái giọng này thì không quan trọng. Quan trọng là giọng đấu tốt thì chả ai nó vấn đề gì cả bác ạ. Nhá, cả cá nhân đánh giá thì những cái giọng của nhiếc thì nó chỉ là một cái gọi là cái điểm nhấn của con chim thôi, cũng như cái khẩu vị của mỗi người. Đấy. Chào bác Hùng Ốc. Không sao bác Tô Điền Trung Hậu. Bốn xe chơi cá nhiều là tốt rồi, cần gì ché bác. Có nhiều con lấy xe liên tục mà đâu có ché đâu. Chả ché bác ạ. Cái ché không quan trọng bác nhá. Ché nó không quan trọng. Những người mà em thấy là hầu những anh em mà chơi theo kiểu sát phạt rồi hơn thua ấy thì đã thích những chú chim ché. Đấy, nhưng với em ấy thì em lại không cần chú chim ché. Cứ bung xòe chơi cầu cánh mỏ. Đấu và 3 tiếng đồng hồ là lấy xe cho em là em rất thích chú chim đấy bác ạ, chứ còn không cần ché. Ché làm gì? Không cần ché. Thi Bệu, anh ơi em có con mộc ra giàn đánh bu chụp hổ báo lắm rồi. Chim người ta lơ mặt thì nó chạy lòng vòng một hồi nó ngửa luôn, có cách nào chỉ không anh? À dạ không bác Thi Bệu, những con chim ngửa thì hầu như là không có cách nào chỉ được. Đấy, chẳng qua là mình thay đổi thế cầu hoặc thay đổi lòng thì nó hạn chế hơn thôi, chứ còn những con chim mà nó ngửa trên giàn thì rất là khó và hầu như là không có cách chỉ được bác nhá. Em chào 256 bác. Chim lên giàn hai chú đuôi là sao bác? Vâng, con chim lên giàn bác trong quá trình thi đấu á, bắn hai chú đuôi á là do bác nuôi lông của nó còn rất yếu. Bác Lê Khôi nhá, của lông con nuôi nó quá yếu. Những con chim thì bác phải nuôi lửa thật căng. Chim bổi lưu gió nhiều là sao anh? Dạ, những con chim bổi lưu gió nhiều là bác nuôi tốt đấy. Bác anh Phan nhá. Thứ nhất là bác nuôi tốt, thứ hai là con chim nó bắt đầu nó nhanh thuần. Những con chim bổ mà lưu gió nhiều là thứ nhất là nó tốt và nó đang nạp lửa và nó có lửa. Đấy, thì con chim này thì bác rất là nhanh thuần bác nhá. Robert Nguyễn, anh cho em hỏi chim của em đang đấu trên giàn rất tốt, sục chim găm tự nhiên quay ra tắm anh ạ. Nguyên nhân là do đâu hả anh? Mong anh trả lời. Cái này thì nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là chế độ của bạn nó chưa phù hợp với con chim đấy. Cái thứ hai là bạn chưa có một kinh nghiệm mà điều cảm con chim đấy. Bác Robert Nguyễn nhá. Cho nên con chim của bạn nó đấu cuồng. Cho nên là bạn nên điều cảm lại. Và những chú chim này thì tốt nhất thì bạn nên cho ăn nhiều trái cây mát và thường xuyên tắm hàng ngày. Tức là ngày nào cũng nên tắm thì nó sẽ ổn định hơn. Bác Robert Nguyễn nhá. Đấy, tức là điều trái cây mát lại cho em và thường xuyên tắm hàng ngày. Bác ạ, nên tắm ngày 1 thì nó sẽ ok hơn. Bác Robert Nguyễn nhá. Còn nếu không là hư con chim nhanh đấy. Chạy cầu không đo giọng, chỉ lý nhí, có sao không bác? Chả sao bác Tùng Văn, bác cứ chạy miết cho em nhá. Chả sao cả. Chẳng qua là khi mà bắt đầu chọn vào chung kết. Đấy, chọn chung kết mà bác chạy miết không ra mỏ, hoặc là nếu trường hợp trong trường hợp chim đều ấy thì bác mới thất thế. Chứ còn những chú chim bác nếu như chạy liên tục mà giọng ra nó chẳng nhỏ thôi ấy, thì những chú chim nếu mà đấu tốt thì chú chim nó đi thi rất an toàn. Nhưng để vào sâu thì nó lại căn cứ nhiều yếu tố. Bác Tùng Văn nhá. Chim đã rớt hết lông phấn, sáng em phơi nắng từ 7 giờ tới 7 giờ 20, bảy ổn nó dạ cũng được, nhưng không nên nhiều bác Nguyễn Thanh Liêm. Bác nên phơi nắng trưa cho em nhá. Trưa là đợi chiều. Những con chim đó thì bác nên phơi nắng buổi trưa để ép nắng cho nó, để nó đạt lửa nhanh hơn bác nhá. Anh cho em hỏi chim em không chịu ăn cầu cào. Dạ cái này là cái bản tính của con chim bác Phạm Gia Bảo ạ nhá. Bản tính của con chim. Có còn ăn ít, có còn ăn nhiều. Cho nên là khi mà em đi thi, em đi mua chim ấy, thì thông thường em sẽ hỏi chủ nhân là con chim là ăn cầu cào có nhiều hay không. Tú Miken, chim run cánh là sao ạ? Dạ chả không sao bác Tú Miken. Nó chỉ là cảm lạnh tức thời. Những chú chim đấy thông thường có nết là hay ngủ ở trên cống nước và nó lạnh cảm tức thời thôi. Tức là khi có quá trình bác mở áo trùng ra nó hay run cái cánh thì nó bình thường, nó không sao cả bác nhá, chả sao. Dương Chí Hưng, bác tư vấn em cách tẩy giun cho chim ạ. Tẩy giun chẳng có gì là khó cả bác nhá, cũng chả tốn bao nhiêu tiền. Bắt ra thì phương Tây ấy, bác mua cho em cái viên Fukaka của trẻ em ấy, của Thái Lan ấy. Bác mua một viên 25.000 ấy. Bác về bác bổ đầm tư ra, sau này bác về bác giã nát, bác lấy 1/4 bác giã nát ra. Sau này bác rắc lên chuối, lấy bột và đừng cho ăn cầu cào bác nhá. Để mình nước và chuối thôi. Để nó ăn trong một ngày là ok.
bác Dương nhớ hơn nhá, chẳng có sao cả, rất nhanh chóng. Chim tắm hàng ngày có ảnh hưởng gì không anh? Dạ chả sao bác Nguyễn Long Độc, chim nhóm ngày nào ông tắm hết mà, ngày nào ông tắm chim chẳng ngày nào ông nghỉ, trừ trường hợp mà ngày nào mưa quá thôi, mưa không tắm được thì thôi. Ba gặp phải anh chim chơi dần tốt mà hay rủ mình có cách khắc phục không? Dạ nó cái này thì cái lỗi rủ mình đấy, thì bất kể con chim nào nó cũng rủ mình cả bác ban của anh nhé. Em thật các bác lại hay quan trọng về cái rủ mình, kể cả con chim nào cũng thế, nó có là con chim siêu đỉnh như nữa thì nó phải đấu, trong quá trình nó đấu nó rủ mình, thế nhưng mà cái quan trọng là nó rủ nhiều hay là ít bác ạ nhá. Nếu như con chim của bác rủ mình thì nó sẽ có hai cái nguyên nhân: con chim nó đấu nhiệt quá nó cũng rủ mình để nó chỉnh sửa bộ lông, nhưng bác nói con chim nó yếu lửa quá nó cũng quẹt cầu rủ mình bác ạ. Thế cho nên là khi nếu như con chim của bác nó đấu tốt mà nó rủ mình thì chẳng liên quan, chả ai bắt nó cả bác ạ. Còn nếu chú chim của bác mà yếu ấy, hoặc là bác nuôi yếu lửa mà nó rủ mình thì bác nên nuôi căng lại thì nó sẽ khắc phục được, bác mang gặp anh nhé.